Sau khi về đích nông thôn mới nâng cao năm 2021, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử tiếp tục tập trung nguồn lực để phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Vừa qua, Tiên Tiến là một trong 4 xã của huyện Phù Cử về đích nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí giáo dục. Hiện nay, toàn xã Tiên Tiến có khoảng 250 trẻ em trong độ tuổi từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi và đều đang gửi tại trường mầm non, tỷ lệ đạt 100%. Để có được niềm tin của phụ huynh khi gửi trẻ đến trường, thời gian qua, vấn đề an toàn thực phẩm luôn được trường mầm non xã Tiên Tiến coi trọng. Mỗi sáng, nhà trường và ban đại diện phụ huynh học sinh sẽ tiếp nhận thực phẩm, ký cam kết với công ty cung ứng thực phẩm phải đủ quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng. Nhà trường xây dựng bếp ăn một chiều, các đầu bếp phải đeo găng tay, khẩu trang trong suốt quá trình nấu ăn và không sử dụng thức ăn đã chế biến sẵn hoặc đồ ăn thừa từ ngày hôm trước. Chúng tôi thấy là các cháu ăn cái bữa ăn bán chú như thế này rất yên tâm, đấy yên tâm vệ sinh, yên tâm về chất lượng, hầu như các cháu được phát triển về cái thể chất rất là đầy đủ. Xây dựng thực đơn khẩu phần trên phần mềm dinh dưỡng để tính cái khẩu phần kilo calo này để đảm bảo các chất dinh dưỡng, và nhà trường luôn thực hiện xây dựng khẩu phần ăn phong phú cho trẻ. Thời gian qua, trường Trung học cơ sở Tiên Tiến không ngừng đổi mới các phương pháp giáo dục, chú trọng giảng dạy những kỹ năng mềm vốn sống, khiến các em hứng thú đến trường, ham học hỏi, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%. Đây là tiết học ngoại khóa dạy về giáo dục giới tính của lớp 9A, giúp các em được hiểu sâu hơn thế nào là tâm sinh lý tuổi dậy thì. Em hiểu thêm về sự phát triển cơ thể và sự phát triển tâm sinh lý ở từng lứa tuổi dậy thì. Từ đó em biết cách ứng xử phù hợp, đặc biệt giúp em tránh được các mối quan hệ không lành mạnh trong các cái tiết dạy, các bộ môn sinh học, tờ giáo dục công dân. Và trong giờ sinh hoạt lớp thì các cô lồng ghép về giáo dục các chủ đề giới tính cho các em. Đồng thời các cái buổi sinh hoạt tập thể thì sẽ cho các em chơi những cái trò chơi để nâng cao sức khỏe, đảm bảo phát triển bình thường. Định hướng giáo dục con người là cốt lõi để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhiều năm nay, trong 3 cấp học của xã Tiên Tiến, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100%. Năm 2022, toàn xã có khoảng 230 trên 250 học sinh đỗ vào các trường cao đẳng đại học. Đặc biệt, xã đã đầu tư 80 tỷ đồng để cải tạo trường mầm non và trường trung học cơ sở Tiên Tiến. Đây là một trong những ngôi trường đẹp nhất huyện Phù Cử, đạt 3 trên 3 tiêu chí về giáo dục trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Lợi thế của chúng tôi về giáo dục về cái cảnh quan, trường lớp, vị trí địa lý rất là đẹp, khang trang. Thế và cái cơ sở vật chất chúng tôi tìm mọi nguồn để đầu tư. Đến nay, xã Tiên Tiến đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về nông thôn kiểu mẫu. 3 trên 4 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống nhân dân được nâng cao.